Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Zico TV. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với huyện Hoài Đức để gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh mới nhất về tiến độ thực tiễn triển khai tuyến đường vành đai 3.5 đoạn cắt ngang qua khu vực huyện Hoài Đức. Thưa quý vị, tuyến đường vành đai 3.5 thì được khởi công vào tháng 10 năm 2017. Theo kế hoạch thì sẽ được bàn giao vào năm 2022. Tuy nhiên, trên hình ảnh mà quý vị các bạn đang nhìn thấy thì tuyến đường này vẫn chưa được hoàn thành. Theo ban quản lý của dự án này, hiện nay tuyến đường này đã thực hiện được khoảng 80%. Nói thực với các bác là chậm tiến độ các dự án tại Việt Nam cũng không lấy gì làm lạ, và bà con thì cũng đã quá quen với điều này rồi. Nhưng trên thực tế, trong lòng chúng ta ai cũng mong muốn các dự án của chúng ta được triển khai mạnh mẽ và đúng kế hoạch, phải không các bác? Trong khuôn khổ của video này, Zico TV sẽ gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh đoạn đường gây vướng mắc nhất của tuyến đường này. Đó là đoạn đường từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32, có chiều dài 4,9 km, với kinh phí xây dựng ban đầu là 1.355 tỷ đồng, được thiết kế với 10 làn xe và trong đó có làn chính là 6 làn, 2 làn hai bên thì mỗi bên 2 làn. Không chỉ người dân trong khu vực này mong chờ tuyến đường này được hoàn thành và thực hiện, mà các chủ đầu tư bất động sản cũng đã rót vốn về đây xung quanh tuyến đường này. Tốc độ thiết kế của tuyến đường này là 80 km/h, chiều rộng là 60 m. Và đoạn mở ra rộng nhất là trên màn hình của quý vị các bạn, đó chính là đoạn 70 m, đoạn kết nối với Lê Trọng Tấn và đường đại lộ Thăng Long. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi một vòng để cùng xem tuyến đường này đang hoàn thiện như nào và các dự án bất động sản xung quanh tuyến đường này được triển khai như thế nào các bạn nhé. Trên màn hình của các bạn lúc này đó chính là trường Đại học Thành Đô, và bên dưới đó chính là cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Trung. Đây là khu vực mà tuyến đường vành đai 3.5 sẽ cắt qua khu công nghiệp này để đi sang Mê Linh, Hà Nội. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy là chính là tuyến độ quốc lộ 32, và hiện lên đó chính là điểm giao cắt với đường vành đai 3.5. Theo những thông tin mà chúng tôi thu nhận được từ các chuyên gia săn tin hàng đầu tại Việt Nam, đó là các bà bán trà đá vỉa hè, thì đoạn đường này chậm tiến độ là do việc công tác giải phóng mặt bằng bị vướng mắc. Và như hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy ở bên tay trái, đó chính là một nghĩa trang rất lớn mà tuyến đường này đã chạy cắt ngang qua. Việc khó di dời những ngôi mộ lớn của các dòng họ ở đây chính là nguyên nhân chính cản trở cái việc giải phóng mặt bằng ở tuyến đường này. Và bên tay phải màn hình của tuyến đường này, đó chính là khu đô thị Kim Trung Di Trạch, một trong những khu đô thị đã rất nổi tiếng đình đám cách đây hơn chục năm, và nay thì đã đổi tên thành Hyundai Royal Park. Chủ đầu tư của dự án này là công ty Vietcha Cimex. Sau khi đã thành công với dự án 201 Minh Khai thì Vietcha Cimex tiến hành triển khai dự án Hyundai Royal Park. Khu vực đoạn đi qua nghĩa trang và khu vực đi qua dự án này là một trong những khu vực khó giải phóng mặt bằng nhất, bởi vì đoạn này sẽ có nhiều nhà dân cũng như là đi qua cái khu nghĩa trang sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư. Và như hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy thì đoạn đường này còn khá là ngổn ngang. Dự án Hyundai Royal Park có tổng diện tích là 146,8 ha, mật độ xây dựng là 29,2%, được xây dựng với 7.494 căn, diện tích cây xanh và mặt nước là 16,7 ha. Giá bán của dự án này dao động từ khoảng từ 55 triệu đến 120 triệu đồng một mét, tùy thuộc vào loại hình biệt thự, diện tích cũng như vị trí khác nhau. Đây cũng là một trong những dự án được hồi sinh sau khi mà cái sự thay đổi về cơ sở hạ tầng ở nơi đây diễn ra. Và tiếp theo bên tay trái màn hình của quý vị các bạn, đó chính là dự án khu đô thị mới Hút Vân Canh, một trong những dự án lâu đời đã nằm thở oxy nhiều năm với các căn liền kề cũ lát, cùng với đó là tuyến đường sập sệ. Nó cũng là một trong những dự án được kỳ vọng là sẽ hồi sinh sau khi tuyến đường vành đai 3.5 này được hoàn thành. Nhưng trên thực tế, nhìn vào chất lượng hạ tầng và cảnh quan của dự án này thì cũng không lấy gì làm kỳ vọng, cũng như là cái cách quản lý vận hành của dự án này. Giá bán của dự án này thì có giá bán liền kề rơi vào khoảng từ 80 đến 90 triệu một mét, và giá bán đất thì đang được chào bán khoảng tầm 60 70 triệu một mét. Ở đoạn đường bắc qua cái dự án này thì quý vị có thể thấy là cái việc giải phóng mặt bằng của nó đã tương đối hoàn tất và đang tiến hành xây lắp những cái đường ống cống cũng như là xử lý về cái mặt đường xá. Đoạn đường bắc qua khu đô thị này cũng là một trong những đoạn đường khó giải phóng mặt bằng nhất, bởi vì như hình ảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy thì đoạn đường này chạy cắt ngang qua làng Di Trạch, một trong những cái làng mà đã ở lâu đời, nên là cái việc giải phóng mặt bằng cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Nhờ có sự thay đổi hạ tầng ở nơi đây mà có các cái làng như làng Di Trạch thì có cái sự phát triển về bất động sản rất tốt. Giá bất động sản ở các cái khu vực
mà liền kề với cái đường vành đai 3.5 này lên tới 60-70 triệu mét. Và bây giờ sau khi bước qua cái dự án Hút Vân Canh thì chúng ta sẽ đi vào cái tuyến đường mà hoàn thiện tốt nhất của dự án này. Hiện nay thì đoạn đường này đã được đổ một lớp asphalt và các xe thì cũng đã lưu thông ở bên dưới. Và bên tay phải của quý vị các bạn bây giờ hiện lên bên tay phải đó là chính là khu đô thị Vườn Cam Villapo. Khu đô thị này thì có tổng diện tích là 45,6 ha với tổng số vốn đầu tư là 3.000 tỷ, quy mô là 7.000 người sống. Mật độ xây dựng của dự án này là 35%, được dự kiến quản lý vận hành bởi CBRE Việt Nam. Trong 2 năm qua thì đây là cũng năm mà cái dự án này được hồi sinh mạnh mẽ, từ cơ sở hạ tầng đến các căn biệt thự bây giờ cũng đã được xây và kết lock rất là đồng đều, đồng bộ. Dự án này có giá bán dao động từ khoảng từ 5 năm đến 90 triệu một mét. Có những chỗ ở như mặt đường vành đai 3.5 thì có giá tốt hơn, giá cao hơn, khoảng từ 101-102. Đối diện với cái dự án này thì có một khu tái định cư và đất dịch vụ. Cái khu này thì cũng đã tăng trưởng giá rất là cao. Và hiện nay thì bắt đầu các chủ nhà cũng bắt đầu xây lên những cái căn nhà để mà đón cái quy hoạch đường vành đai 3.5 sắp tới. Giá đất ở cái khu dịch vụ này thì cũng có giá lên tới hàng trăm triệu mét rồi các bạn ạ. Sau khi mà chúng ta đi qua khu đất dịch vụ cũng như là khu đô thị Vườn Cam thì chúng ta sẽ bên tay trái chúng ta có thể nhìn thấy đó chính là khu đô thị An Lạc Green Symphony, một trong những dự án bán rất hot vào năm 2021. Dự án này có tổng diện tích là hơn 75 ha với mật độ xây dựng là 25,4%, trong đó thì diện tích cây xanh và mặt nước chiếm tới 48,9%. Chủ đầu tư của dự án này là công ty cổ phần tập đoàn An Lạc. Giá bán của dự án này có giá dao động từ khoảng 80 đến 150 triệu mét. Thực tế mà nói, mặc dù bán rất tốt nhưng mà nếu mà để mà cư dân có thể về đây ở sinh sống để mà hoàn thiện thì chắc cũng phải mất vài năm nữa, 1-2 năm nữa khi mà cái tuyến đường vành đai 3.5 này đi vào hoàn thiện, cái công tác đi lại mọi thứ nó sẽ tốt hơn và dịch vụ các thứ tốt hơn thì cái khu đô thị này nó mới ở tốt được. Sau khi mà chúng ta đi qua cái dự án Symphony, An Lạc Symphony thì chúng ta sẽ bắt đầu dần dần hiện lên là những cái mái nhà màu đỏ. Đó chính là một trong những dự án lâu đời nhất và đình đám nhất, đó là Spendora An Khánh, một trong những dự án lâu đời bền vững và cư dân đã ở ổn định. Dự án Spendora thì có tổng diện tích là 300 ha, tiếp giáp với một bên là đại lộ Thăng Long và một bên là vành đai 3.5. Hiện nay thì tập đoàn Sovico đã của gỡ tỷ phú Nguyễn Phương Thảo đã mua lại cái dự án này và đổi tên nó thành là Mai Land Hà Nội City các bác nhé. Theo tôi thì đây cũng là một trong những dự án tốt nhất cho trên cái tuyến đường này. Bởi vì là thứ nhất là cư dân thì đã đi vào ở ổn định, hạ tầng cơ sở tốt, dịch vụ của Mai Land Hà Nội City nó là rất tốt. Giá bán của những căn biệt thự cũng như liền kề ở đây thì có giá bán từ 120 đến khoảng 200 triệu một mét, tùy vào vị trí của cái căn biệt thự cũng như liền kề các bác nhá. Và dự án này thì cũng tiếp giáp với đoạn đường cuối cùng của tuyến đường vành đai 3.5, đoạn bước qua khu vực đoạn huyện Hoài Đức. Thì trên màn hình quý vị các bạn có thể nhìn thấy đó chính là một cái hồ nước tạo lên bởi cái trũng của cái tuyến đường này cũng như là nước mưa lâu ngày tích tụ lại. Hai bên của cái tuyến đường này thì cái đoạn đường này, cái chỗ hồ nước đó chính là các cái khu dịch vụ của làng Phú Vinh cũng như là làng An Thọ. Như theo tìm hiểu của chúng tôi được biết thì hiện nay thì vẫn chưa có chia đất các bác ạ. Tại điểm này thì có xây một cây cầu vượt trị giá 2.500 tỷ bắc ngang qua đại lộ Thăng Long mà trên hình ảnh mà quý vị các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng nếu như các bác hỏi tôi là bao giờ thì cái tuyến đường này sẽ được triển khai, cái cây cầu này sẽ được triển khai, thì tôi xin trả lời với các bác là tôi cũng chịu rồi. Và dần dần đang hiện lên là các tòa nhà phía bên tay trái của quý vị các bạn, đó chính là dự án Vinhome Smart City, một trong những dự án mà đã làm hồi sinh lại, sống lại hai khu đô thị đã hàng chục năm qua vẫn phải dùng lại từ là thở oxy các bạn, đó là khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn và khu đô thị Glesimco. Nhờ có cái dự án Vinhome Smart City về thì họ mở hai cái tuyến đường thông sang đường Lê Trọng Tấn, tạo lên một cái sức bật, một cái động lực tăng giá và phát triển cho hai cái khu đô thị này đã làm rất nhiều năm ở đây. Và cũng như là ở trong đó thì cũng có một số cái đường tuyến đường nội khu cũng đi vào trong cái khu đô thị này, làm cho hai dự án này hồi sinh, cư dân thì cũng bắt đầu về ở, chuyển về ở trong cái giai đoạn vừa qua. Vừa rồi chính là tiến độ triển khai thực tế của tuyến đường vành đai 3.5. Thì có thể thấy nhìn chung thì tuyến đường này đã được hoàn thiện sơ bộ, rơi vào khoảng 80%, giống như là chủ đầu tư của dự án này, đó chính là Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức có công bố. Và chúng ta cũng rất là mong muốn rằng cái dự án này sẽ được sớm hoàn thành
sẽ tạo ra một cái động lực phát triển cho cư dân cũng như là các cái dự án bất động sản ở đây. Họ cũng có cái sự phát triển cũng như là hoàn thiện để cho cái khu đô thị, những cái điều kiện của chúng ta được phát triển hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của chúng tôi. Nếu như quý vị thấy thích video này thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Zico TV. Và đừng quên, nếu như quý vị muốn chúng tôi có thể là review một dự án nào thì hãy comment xuống bên dưới để cho chúng tôi được biết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.